Sau 13 ngày đem về trồng thì các chậu hoa hồng này đã bắt đầu phát triển tược dài khoảng 3 cho tới 4 cm. Sau gần nửa tháng đầu tiên đem về trồng, tôi không hề sử dụng bất cứ loại phân bón nào để rải cho các chậu hoa hồng này, chỉ đợi đến khi các chậu hoa hồng này lên được khỏe mạnh thì mới bắt đầu cho ăn phân dần dần. Do giá thể tôi sử dụng là phân rơm mục nên gặp điều kiện ẩm ướt thường phát sinh cuốn chiếu rất nhiều. Do đó, ngoài việc sử dụng phân bón cho cây hoa hồng thì tôi phải sử dụng thêm thuốc để diệt cuốn chiếu. Trong khoảng thời gian đầu này, bộ rễ của cây hoa hồng còn khá yếu, rất nhạy cảm với các loại phân NPK. Do đó, trong lần rễ phân đầu tiên cho các chậu hoa hồng dâm cành nhập về từ Trung Quốc, tôi chỉ sử dụng loại phân hữu cơ khoáng 301B. Loại phân bón này hỗ trợ cho cây hoa hồng ra rễ và đâm chồi khỏe. Đồng thời cũng bổ sung thêm các trung lượng phi lượng cần thiết cho cây hoa hồng. Bên cạnh đó, tôi phải sử dụng thêm loại thuốc trừ sâu Vifu Super. Loại thuốc này có thành phần và vật chất tương tự như Furadang, chuyên dùng để diệt cuốn chiếu hoặc sùng gây hại cho cây hoa hồng. Thuốc trừ sâu và phân bón 301B này tôi trộn với tỷ lệ 1:1. Trong lần rải phân đầu tiên này cho cây hoa hồng, ở mỗi chậu có đường kính khoảng 15 cm, tôi chỉ sử dụng khoảng 1/2 muỗng 1 gram phân bón cho mỗi chậu. Khi rải phân, tôi rải ngay thành chậu để khi tưới thì lượng phân bón này sẽ tan ra và cung cấp dinh dưỡng từ từ cho cây hoa hồng. Đồng thời trong phân có luôn thuốc trừ sâu, có thể diệt trừ các loại cuốn chiếu gây hại cho bộ rễ của cây hoa hồng. Đây là cách tôi rải đợt phân đầu tiên cho các chậu hoa hồng mới đem về trồng. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật cách chăm sóc các chậu hoa hồng này trong thời gian tới.